Cái này nó chạy nhanh nhưng mà cái này nó sẽ chậm, nó sẽ xếp dày, nó đủ thang ra dày nhiều hơn. Thời gian ở trong này nó phải cần đấy thì nó đi ra nó đủ. Không cần phải cho chậm, nó vẫn được. Nhưng mà nó xếp lên quá thì thôi, để ra đi. Nó xếp mỏng mà nó ra nhanh, nhưng ngoài kia là nó không đấy. Xếp dày quá, cạnh bóng nhiều. Cái chân này thì nhẹ không à? Chân này thì nhẹ, cái này cái này thì ở nhau có gì đâu, có tăng hai người thì giống như anh mày cả hai, mày bây giờ cơ không phải làm đâu, hết cả hai không đi hôm qua đâu, để đây đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, 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 rồ